tin đáng quan tâm khác. Hãy thử tưởng tượng ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được một ngôi nhà mới khang trang, tiện nghi và an toàn hơn ngôi nhà cũ rất nhiều. Chắc chắn đó sẽ là một cảm giác đặc biệt với hầu hết mọi người trong chúng ta. Và với những giáo viên ở bản Khoang Sapa, nơi mà cách đây một năm trận lũ lịch sử đã cuốn phăng toàn bộ khu tập thể giáo viên, thì cảm giác được ở trong ngôi nhà mới chắc chắn sẽ đặc biệt hơn nhiều. Và trong buổi chiều đáng nhớ với các thầy cô giáo nơi đây, chúng ta sẽ cùng chia sẻ cảm xúc với họ. Phóng viên Quý Thông có mặt tại trường Trung học cơ sở xã Bản Khoang, huyện Sapa sẽ cho chúng ta biết thêm thông tin. Vâng, thưa quý vị các bạn, hôm nay thực sự là một ngày vui đối với tập thể giáo viên xã Bản Khoang, huyện Sapa của tỉnh Lào Cai khi mà họ được nhận khu nhà công vụ mới như thế này. Thay bằng những túp lều rột nát trước kia, giờ đây đã là những căn nhà bê tông kiên cố được trang bị đầy đủ tiện nghi. Và sau đây chúng ta sẽ trò chuyện với cô Nguyễn Thị Hằng, là một trong những giáo viên đầu tiên được nhận nhà công vụ. Xin chào chị. Xin chào anh ạ. Hôm nay được nhận nhà mới như thế này thì chị cảm thấy như thế nào? Dạ vâng, ngày hôm nay thì tôi có một cảm xúc rất là đặc biệt, vừa vui mừng, vừa phấn khởi và vô cùng xúc động trước món quà rất lớn như thế này. Một căn nhà vừa khang trang, kiên cố và còn đầy đủ tiện nghi nữa. Thế mà trước đây thì chúng tôi ở một dãy nhà công vụ rất là chật hẹp. Thế mà 5-6 anh chị em một phòng. Thế mà sau cái trận lũ ngày 4 tháng 9 năm 2013 đấy thì toàn bộ cái dãy nhà công vụ của chúng tôi đã bị trôi hoàn toàn. Thế mà anh chị em chúng tôi đã đi ở nhờ nhà dân trong một năm vừa qua. Ở nhờ nhà dân rồi thì chúng tôi đi ở nhờ các cái đơn vị ở xung quanh này. Vâng, ngày hôm nay được chuyển lên căn nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị các bạn, trước đây khi mà các giáo viên ở trên vùng cao chưa có được những nhà khu nhà ở kiên cố như thế này thì điều kiện sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những cặp vợ chồng trẻ. Và sau đây chúng tôi cũng sẽ trò chuyện với một cặp vợ chồng là giáo viên Nguyễn Văn Hải, cũng là giáo viên của xã Bản Khoang của huyện Sapa. Xin chào anh Hải. Thưa anh, hôm nay khi mà được nhận nhà mới như thế này thì anh cảm thấy như thế nào? Vâng, trước đây do những khó khăn chưa có nhà ở, vợ chồng tôi thường phải cho các cháu ở dưới quê với ông bà vì không đủ điều kiện ở. Nhưng hiện nay là được sự quan tâm của Bộ Giáo dục, Đoàn Giáo dục Việt Nam xây dựng một ngôi nhà mới khang trang và vợ chồng tôi và đã được đoàn tụ đón cháu ở dưới quê lên để vợ chồng tôi cùng sinh sống và yên tâm công tác ở lâu dài ở được cái khó khăn như này. Thưa quý vị các bạn, một khu nhà công vụ với 300 m², 7 phòng ngủ như thế này thực sự cũng chưa đủ đối với hơn 100 giáo viên tại xã Bản Khoang. Tuy nhiên, đây là một tinh thần, sự kích thích rất là lớn để cho những người giáo viên ở đây có thể yên tâm bám bản, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Vâng, xin được chia sẻ niềm vui với những thầy cô giáo tại trường Trung học cơ sở xã Bản Khoang, huyện Sapa. Khi đã nhận được những cái căn nhà công vụ mới và cũng bớt đi phần nào những nỗi lo lắng về sự nguy hiểm khi mưa lũ kéo về. Và chương trình của